Ăn đi em ơi, ăn đi em ơi. Trời ơi, buổi sáng nè mà mình la mình cho cá ăn cảm giác nó thoải mái đó các bạn ơi. Đó, nó tung tăng bơi lội à. Trời ơi, dễ thương quá, cái tay mình đụng nó lại luôn nè. Ôi dễ thương, nó dạng quá trời luôn đây. Wow. Thì cha đang cho cá ăn mà con cha thấy không, thấy cá dễ thương. Trời ơi, cha nuôi cá đạt quá trời, con thấy đẻ quá trời. Ủa cha, sao cha không làm hộ thí sinh đó cha, mấy bạn comment quá trời luôn á. Thì hôm nay cha không định làm rồi nhưng mà ngặt cái công chuyện quá trời luôn, cha không rảnh luôn ơi. Để khi nào mà rảnh cha làm ha. Ủa cha, hả? Cha không rảnh thì cha cho cá ăn được cha. Thì sáng nào cha không ra cho cá ăn xong cha đi mì hòn con trai, bây giờ còn sớm mà. Thôi vậy con đi vô rồi cha, con đi vô học bài ạ. À, học bài đi con. Giỏi ghê ta. Ủa cha, hả? Cha đem miếng chim này ra để đây gì vậy? Thì sáng nào mà cháu đem miếng chim này ra tắm nắng con trai, coi nè. Cu cu cu. Thấy chưa? Chim cha là mỗi buổi sáng cái điều nói chuyện nó vui dữ lắm, thấy không? Nó kêu đủ thứ tiếng hết trơn á. Con thấy chim này cha nuôi cũng đạt cái cha, nhưng mà con nói này cha đừng buồn nha cha. Con nói đi. Con thấy nè cha, mấy con chim này bự chảng này cha, mà cha nuôi trong mấy chỗ này chặt chội hết trơn, mà nó ị á cha, nó cũng dính lại đó chứ đâu rớt hút được đâu cha. Trời trời, con nói thì sao chứ cha thấy con chim á, nó ở đây thoải mái lắm mà, nó phát triển rất là tốt luôn, con nói thì sao con trai? Trời cha, mà. Dạ con ví dụ như cha, ví dụ như cha bự lớn gì đi, mà ta nhốt cha ở chỗ nhỏ xíu thì cha ở luôn cha. What the hell? Trời ơi, cha bự về nhốt trong cái chỗ nhỏ sao cha ở được, con nói cha với con chim vậy là không đúng rồi, tại con chim nó nhỏ, nó ở trong cái lồng vậy là vừa rồi, còn cha bự rồi cha khổng lồ sao cha ở trong cái lồng nhỏ được con trai? Đúng đúng. Trời cha nói vậy là con nghe sai luôn đó cha. Ủa sao sai? Trời cha con chim cũng giống như con người đó cha, mình nhốt ở chỗ chặt chỏi cha là nó không phát triển tốt với cha, giống như con người đó cha. Hay là cha nuôi không được thì cha thả hết đi cha. Trời ơi, mấy con chim này thì cha thả rồi, sáng sớm mà cha biết ai nói chuyện, tụi con đi học á, hết chơi rồi, buồn ra chăm thử mấy con chim này nè. Rồi bây giờ thả về thiên nhiên hết cũng được á, nhưng mà cha buồn con trai, thôi để nuôi đi. Trời cha muốn nuôi cha phải chế tạo cái lồng bự với cha nuôi nó ở trong cái chỗ nhỏ giống ở trong tù á cha. Trời sáng sớm á, ra gặp phát triển nó dạy đời các bạn ơi. Bây giờ con muốn sao, muốn gì con nói đi. Trời cha cũng có ý kiến nè, cha rất là táo bạo, cha làm được không cha? Ý kiến gì con nói đi, nãy giờ con nói lòng vòng á, nói đại thẳng hoạch tẹt ra đi. Trời cha cũng có ý kiến này nè, hay là cha vừa làm cái phim nuôi chim đi cha, kết hợp với hộ thí sinh nuôi cá đi cha. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế. Trời ơi, con nói vậy là sai, càng sai nữa. Một ngày là mình làm một clip đó, làm lồng chim hoặc là hộ thí sinh một cái thôi là hết thời gian rồi. Có đâu mà làm hai thứ, trời ơi, thời gian đâu làm con trai. Trời cha làm hai thứ không nổi cha, thì cha kết hợp vô thành một thứ thôi cha. Ủa kết hợp nghĩa là sao? Trời cha mình vừa ăn cha mà vừa làm cái IP nuôi chim đi cha, mà nó kết hợp lại cha làm cái hộ thí sinh nuôi cá luôn đi cha. Clip này cha cô chắc chắn là triệu view đó cha, độc nhất vô nhị luôn á. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Hả? Độc nhất vô nhị luôn hả? Dạ. Cái này hơi khó à ngang, nhưng mà được cái mình nghe độc nhất vô nhị là mình phái. Tại vì sao? Tại vì độc nhất vô nhị là độc cô cậu bại á, phải độc nhất vô nhị là hàng độc hàng hiếm, không ai làm phải không? Dạ. Chị nói cũng đúng các bạn ơi. Thì thật ra mình hôm nay mình cũng thấy mấy chim mình ở cái chỗ chặt chội, mình cũng thấy cũng hơi buồn nha. Tại vì con chim á nó cũng cần cái môi trường thoải mái để nó hoạt động, nó nhảy bay, nó thoải mái. Còn nó chặt chội mình thấy nó cũng khá là tội nghiệp. Thôi thì Phát Triển nói vậy cũng đúng. Thì ngày hôm nay sợ Phát Triển nó rảnh con nhớ phụ cha nha. Dạ. Đó, mình sẽ kết hợp với cái hồ thí sinh và cái AV nuôi chim. Thì đây là lần đầu tiên trải nghiệm mình nha. Coi thử là ngày nay mình làm đạt không, nếu mà đạt mình sẽ cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi của mình cho nó hoàn thiện hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ nghề con trai ơi. Dạ. Đi thôi. Đi thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người kênh Anh Tư Khải TV. Đây các bạn ơi, thì sau hồi chuẩn bị cái dụng cụ làm thì mình đã có đây là cái lốp xe khổng lồ và đây là lưới. Ủa cha định thất hứa vậy cha, mới đầu cha hứa làm hộ thí sinh kết hợp với ao phim nuôi chim, thế giờ cha lấy lốp xe cha định đổi kịch bản làm xích đu cho con phải không? Sai rồi, ngày hôm nay thì cha làm theo cái lời yêu cầu của con là cha sẽ kết hợp giữa cái hồ thí sinh và cái AV nuôi chim. Ủa cha, cái lốp xe này sao làm được hộ thí sinh cha? Không lẽ cha bỏ cá ở đây sao ai nhìn thấy cá được? Vậy là con chưa hiểu rồi các bạn ơi. Thì cái vỏ xe này là người ta bỏ đi, mình xin về mình sẽ tái chế lại. Đó các bạn coi nè, thì như vậy mình không nuôi cá được phải không? Thì bây giờ mình sẽ dùng cái máy, mình sẽ cắt một cái đường như thế này đi. Rồi mình sẽ để cho nó nằm xuống như thế này. Rồi ở trong đây là nó một cái lồng trong phải không? Đó thì cái này là lưới mình đã chuẩn bị sẵn phải không? Mình sẽ là đan một cái vòng tròn của cái lưới này bự ra. Rồi trong đây mình sẽ có thể trồng cây hoặc là cái cát mình bỏ như đây. Rồi đây là cái lồng ở trên nè, hiểu chưa? À con hiểu rồi trời. Ở đây thì con chim nó bay tới bay lui nó tung tăng. Còn những cá bơi lội này vòng vòng đây nè bạn ơi, rất là đẹp luôn. Đó thì nói là dễ thôi nhưng mà sau khi làm xong rồi nó sẽ đạt như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn. Đó thì đó giờ thì nó thật ra mình cũng chưa từng cắt cái lớp tre này bao giờ. Mình nghĩ là người ta dùng con dao bén hoặc cả cái lưỡi cưa sắt hoặc cái cưa tay. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm hai thứ. Bây giờ sẽ cắt cái lưỡi cưa thử được không? Trời trai cha không thấy cắt lưỡi cưa mẹ cha chắc tới cái tuần sau cha mới cắt đứt nổi cha. Đúng, hợp lý. Đúng rồi, cái này quá chậm cho nên bây giờ mình sẽ bỏ này mình cắt thử cái máy nha. Nghĩ cái máy này cắt sẽ được. Rồi, 1 2 3. Rồi được con trai ơi, được. Đó bạn thấy không? Cái đứt rất là ngọt luôn. Vậy giờ mình sẽ cắt nó làm đôi nha. Rồi sau mọi cắt khói bụi nguôi ngút thì mình thấy cái bánh xe mình sắt được các bạn ơi. Đó trời ơi nó quá trời cứng luôn đó nè. Ủa cha nãy giờ cắt được nhiêu rồi cha? Sắp xong rồi còn nhiêu đây nè. Trời ơi lật ra coi cái cảm giác như thế nào. Nãy giờ mình cưa cái quá trời luôn. Ở dưới lưỡi luôn trời. Còn không? Cưa nó banh lưỡi luôn hả cha? Đúng rồi. Lưỡi sắt nó chịu không nổi luôn á. Các bạn coi nè, ở bên trong đó nè, đã không? Trời ơi, wow. Rồi như vậy là mình đã được hai cái lớp xe, không phải hai cái nửa của cái lớp xe nha. Thì bây giờ mình sẽ chọn một bên thôi thì mình làm màu thí sinh. Đó đây là mình nghĩ những em cá này nó chạy tung tăng quá là đẹp luôn con trai ơi. Ok, còn cái vỏ này nó bị hơi nhỏ nha cho nên mình vậy con bên đi. Giờ mình sẽ vệ sinh cho nó sạch tại những em cá cảnh vô đây nó phải sạch sẽ mới ở sống được nha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa con trai ơi. Thì sau hồi rửa thì mình đã có một cái nửa vỏ xe quá đẹp luôn bạn ơi. Thì mình sẽ chọn một cái chỗ này, mình nghĩ ở đây nó có cái bóng cây mát nè, thích hợp cho làm ao quy với cá cảnh nha. Tại vì khi mình làm ngoài trời là qua tháng hè rất là nắng luôn cho nên những cá những chim nó nóng nó chịu không nổi. Ở đây thì có cái hơi này tỏ xuống rất là mát luôn. Bây giờ mình sẽ dãy bằng thẳng. Để làm nghề bông trai ơi. Còn nghề để làm lồng chim anh nha. Đem qua đây. Đó, thấy cha chọn cái chỗ này quá im không? Ôi, quá im luôn á cha, vượt có bóng cây đó trời. Ok, thì bây giờ là cái phần quan trọng nha, giờ mình sẽ để cái này xuống. Rồi. Trời ơi sao nó vừa dữ vậy ta? Trời ơi. Trời ơi cha, tuy có bóng cây hẹn cái cha nhưng mà con chim đậu ở đâu cha? Đó, cha biết trước sao con hỏi câu đó rồi, cho nên nó cha đã chuẩn bị một cái cây rất là đẹp tuyệt vời luôn. Ủa cha, cái này là cây gì vậy cha? Cái cây này á là cái cây kiển mình không biết tên gì nữa, mình quên tên rồi. Cái cây kia là cây gì ta? Thôi, để mình trao rồi mình sẽ nói sau đi. Ở đây có cái kén của con gì nè cha. Rồi, các bạn thấy không? Chưa ở trên mà nó có con gì nó đẻ trứng ở đây là tính chứng tỏ cây này có rất là nhiều con ở nha. Rất là thích hợp luôn. Thì bây giờ mình sẽ đào vào cái lỗ, mình sẽ trồng cái này vô. Bây giờ con vô lấy cái kéo, chút kéo một tỉa ha. Đó thì mình sẽ trồng cái này xuống rồi mình sẽ tỉa gọn giáp vòng rồi mình sẽ bao lưới trong đây nữa bạn. Nó vừa cái lòng trong thôi. Ok. Ở những cây này quá đẹp luôn á cha. Đúng rồi, cha thấy cha còn phái ở không gì là chim đúng không? Ủa cha. Ừ. Nha buổi trời bái sao cha ở chỗ chút bé gì được cha? Thì cha nói ví dụ vậy thôi. Giận tí tôi. Rồi, bây giờ mình sẽ hốt cái này ra bớt. Trời cha, cái này cha tính tốn quá hay luôn á cha. Ở đây chả mấy chim mà nó ị xuống á cha, là cái cây nó tốt luôn trời. Đúng rồi, cha tính nè, chu đáo lắm, nó vừa có phân bón luôn phải không? Dạ. Quá đạo. Rồi, cái cây mình sẽ để vô mình trồng vô. Ai? Rồi, ngay giữa vô ta. Giữa rồi đó cha. Rồi, mình sẽ chôn đất vô. Trời ơi, cha mấy cái nhánh thì cha mấy chim đậu là quá thích hợp luôn á cha. Đúng rồi. Có cái nhánh này một sức đậu. Trời cha con nghĩ cha mấy nhánh này cha nữa một cây trái lại mấy chim ăn luôn á cha. Vừa có cây đậu mà vừa có trái ăn luôn phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi thì mình đã tỉa gọn cái cây kiển lại rồi thì bây giờ mình sẽ dùng cái lưới này, mình sẽ bao tròn vô nha. Đó thì bây giờ mình sẽ cho nó bự ra chút không vậy? Mình quấn tròn lại sao? Bạn thấy không? Cái này là nó có cái vòng tròn sẵn, mình chỉ cần ịn vô thôi. Đó. Rồi vừa đủ luôn cha ơi. Đúng rồi. Vừa bao bọc lại. Để mình vịn lại cha cột kẽm này nha cha. Đúng rồi, cho nó tròn lại. Rồi thì bây giờ con vịn đi con trai ơi. Dạ. Mình thấy vậy là khá là rộng rãi rồi bạn ơi. Giờ mình sẽ cột kẽm lại nha. Đó. Mình sẽ dùng kẽm mình kết hợp hai cái đầu này lại. Rồi cha này nhìn quá rộng rãi luôn á cha, này con chui vô vừa luôn á cha. Vừa không? Vừa thì bữa nào cha sẽ cho con vô thử thách ở trong lồng chim một ngày, con dám ở không? Thôi cha con không dám ở đâu cha ơi. Vậy hả? Trời cha cột cho kỹ nha cha, hồi nữa cha bỏ chim vô không cha là cha phóng sinh nó luôn á cha. Anh đu. Đúng rồi, mình phải cột quan trọng lại cho nó kỹ chứ, để chưa thả vô phóng sinh rồi. Cha gọi như đây trống không vậy, không lẽ cha để gì cha? Trời ơi, trên đây sao để vậy được con trai, con phải kiếm cái lưới cho cha. Con yêu nhà mình kiếm khúc lưới này, cha sẽ ịn lên trên cái mái nhà luôn, che nó lại. Mình chỉ cần ịn miếng lưới nữa mình cắt là xong cái mái nhà của con chim này. Quy khá rộng rãi luôn, quá đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái lưới của Phát Triển đem lại, mình sẽ ịn lên. Rồi con vịt con trai. Bây giờ mình chỉ cần vẽ vòng tròn mình cắt nha. Mình cắt vừa cái vòng tròn của cái khung này thôi. Cha cắt theo hình đúng không cha? Đúng rồi. Con biết là định hình đây hình gì không? Cái này là hình tròn đúng không cha? Đúng rồi, quá thông minh luôn. Rồi bây giờ chỉ cần cắt cái hình nữa là hoàn thiện rồi nha. Ui. Cha con tưởng tượng nha cha, tưởng tượng mấy cảnh hèn cha, mấy con chim ở trung tâm bay trọng quá cha. Đã phải không? Dạ. Đúng rồi. Trời trời con nghĩ cha mấy con chim cảm ơn con lắm á cha, tại vì con ra ý kiến rồi cha ơi. Vậy hả? Đúng rồi, mấy con chim này chắc nó cảm ơn con dữ lắm á. Ủa mà cha, cái lồng này cha làm bự vậy, cha định thả nhiêu con cha, hay là cha thả 100 con cha? Thì cái này cũng chưa gọi rộng lắm nha, thì mình làm đây nếu mà cái mô hình này đạt mình sẽ nhân rộng ra, mình sẽ làm những ao quy lớn hơn để mình nuôi nhiều con hơn, thì mình sẽ làm giống như cái dạng như cộng đồng á. Đây là cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình luôn. Thì mình mong qua video này các bạn sẽ góp ý ủng hộ mình nha, để mình biết rồi mình có cái động lực mình làm cái AV khác cho nó lớn hơn. Ủa cha định làm cái AV bự bận ở nhà luôn cha? Đúng rồi, làm bự vậy nuôi mới được nhiều con. Có thể là nuôi cu, chim rồi cút các kiểu, mình nuôi giống như đà điểu này kia rồi vô. Ủa cha, cái lậu của tiếng Én sao nuôi được đà điểu cha, đà điểu nó bự dữ lắm á. Bởi vậy mới nói mình á, phải làm cho lồng lớn mới được con trai, làm cỡ cái nhà của mình vậy, cái mái nhà vậy đó. Ủa cha, còn cá cha định nuôi mấy loại cá gì cha, hay là cá bảy màu cha? Thì mình nuôi cá bảy màu được con trai, tại vì cá chung quanh đó là nó không có cái chiều cao lắm, nếu mình nuôi cá lớn thì nó sẽ nhảy ra ngoài nha, cho nên mình trải nghiệm mình nuôi cá nhỏ thôi. Rồi sau hồi cắt thì mình đã hoàn thiện được cái vòng tròn cái này rồi, bây giờ mình sẽ để lên, mình sẽ kẽm mình kết lại. Rồi con trai lấy kẽm cho con trai ơi. Ủa Phát Triển ơi, dạ? Cha thấy con nãy giờ con không phụ cha đựng gì hết trơn á. Trời ơi cha, con đâu biết làm gì đâu cha. Trời ơi các bạn thấy không, mầm riêu xạo đía không, hồi nãy đầu video là hứa ngày nay nghỉ học ở nhà phụ với cha đã đời, nãy giờ mình làm không Phát Triển cứ đứng đi chơi. Đó, con hứa với bạn vậy là con sai rồi. Thôi cha giờ con ra mình nghe cha nghe được không cha? Hay cha giờ cha hay đảm nhận trách nhiệm với cha là cha thả chim vô hang rồi cha làm thức ăn rồi làm cổi đâu kia cha. Con sẽ đảm nhận trách nhiệm là làm cái hội sinh nha cha. Như thế là quá chuẩn rồi. Ok, cái câu này nó nghe được từ trước tới giờ luôn á. Bây giờ thì con sẽ chịu trách nhiệm, con rửa sạch sẽ phải không? Dạ. Con đi bắt cá, con làm các kiểu chế tạo hội sinh phải không? Dạ. Còn mình bây giờ mình sẽ cắt cái cửa bạn ơi. Thì sau một hồi thiết kế thì mình thấy cái này khá là cứng chắc, bạn thấy không? Ồ cứng ngắt luôn nè, mình đã đóng đinh các kiểu nó gài kết hợp hai này là cứng ngắt luôn nè. Bạn thấy không? Quá là cứng luôn. Nhưng mà bây giờ mình thiếu cái cửa ngay, bây giờ mình sẽ tạo một cái cửa ở đây rồi mình sẽ làm cái cây cho nó đứng vô rồi nó sẽ ăn uống này kia, nghỉ ngơi nha. Tại con chim nó phải có cái thức ăn nó mới sống nổi. Rồi các bạn ơi, thì sau hồi cắt thì mình thấy cái cửa như vậy là vừa mình chỗ mình tọt vô mình cho chim nó ăn được rồi nha. Đó khá là rộng rãi luôn. Thì tiếp theo nữa mình sẽ dùng hai cái lon này mình sẽ cột để cho con chim nó ăn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cây này để mình làm cái chỗ để gác cho chim nó qua lại để nó ăn nha. Thì kế bên người ta làm nhà nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ lấy cây mình sẽ chọt vô đây. Trời ơi, cái cây này các bạn biết sao không? Nó vừa liên kết được với cái cầu nối giữa cái cây này qua đây luôn nè. Chim nó ở đây nó qua lại cái nhánh cây rất là dễ dàng luôn. Rồi, quá là đã luôn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy hai cái lon này mình sẽ cột hai bên. Chim nó lại đây là nó vừa ăn được thức ăn mà nó vừa uống nước được luôn nha. Mình sẽ thiết kế nước ở đây. Rồi, thì đây là một cái chỗ để nước uống và một cái chỗ đựng thức ăn. Và đây là cái cửa, bạn thấy không? Cái cây này đi qua đây nè, qua đây rồi lại nó ăn uống ở đây. Và đây là cái cửa, bây giờ mình sẽ thiết kế một cái móc. Để khi mình mở cái cửa ra mình sẽ cần dỡ cái móc này ra là mình sẽ cho chim nó ăn được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ hai cái móc lại. Bạn coi nhắm chừng cỡ này đây, mình làm hai móc mình móc vô, chỉ cần móc vô là thôi xong. Đó. Là cái móc đây cái nữa. Rồi xong rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái lồng chim. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt chim mình thả vô nha. Còn phát triển thì không biết nó chuẩn bị cái hồ thí sinh thế nào. Con xong rồi cha ơi. Xong chưa? Ôi bạn ơi, dụng cụ mình cần làm để hoàn thiện cái hồ cá bạn là đá nè, đây là hồ cá với hai ốc nè, hai ốc táo nha bạn. Với đây là một đám đông riêu luôn bạn ơi. Giờ mình sẽ đổ đá vô, cái đá này nè, có công dụng là ăn là nó giảm nhiệt lại á bạn, là cho mấy cá nở tốt không bạn ơi. Tối là mình sẽ rải đá vô nha. Rồi giờ mình sẽ chảy đều xung quanh mọi người. Đó, giờ mình sẽ đi mở nước nha bạn. Mở nước lên cha ơi. Hả? Đó, mình mở nước cái lẹ vô bạn. Mình chỉ cần đi 2 trong 1 giây là quay lại liền rồi bạn ơi. Ê, nước ra nè bạn ơi. Giờ mình sẽ chế nước nhẹ nhẹ vô nha bạn, tránh nó bị đục bạn ơi. Rồi mình nhìn quá đẹp luôn bạn đó. Hồi mình sẽ thả như đây cá nè bạn, có cái máy và cái trống rồi kia, có cá tê bơi rồi kia đó bạn ơi. Thôi mình nghĩ vô đây các bạn, nó sẽ sinh sống tốt quá, sẽ đẻ ra một đống luôn bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ thả bèo, thả đông riêu rồi kia vô nha các bạn. Đó, mình sẽ chảy đều ra luôn bạn ơi, để cho có bóng mát đó bạn, để cho mấy con cá ha nó sinh nở rồi kia tốt. Đó. Lựa toàn là mấy cọng rong riêu đẹp không hả bạn ơi. Đó, mình chảy đều ra khắp hồ luôn nha. Rồi đó, giờ mình sẽ thả mấy em cá với mấy con ốc này vô nha bạn. Đó, mình sẽ thả ốc chứ. Đây, rồi mình sẽ chế cá vô. Rồi, tới nơi ở mới nè mấy em ơi. Rồi, xong rồi bạn ơi. Mình nghĩ á bạn là vài bữa nữa mấy em này sẽ đẻ đầy hồ luôn á bạn ơi. Wow. Rồi, các bạn ơi, các bạn thấy không? Mấy con cá bơi tung tăng quá đã luôn nè đó. Nó bơi vòng vòng xung quanh hồ để khám phá. Rồi nó bơi nè. Quá trời đẹp luôn. Rồi, mấy em cá này nhìn giống nó đang chạy đua vậy á mấy bạn coi, ai tới đích trước rồi nó thắng vậy á. Rồi, thì bây giờ tới công đoạn của mình nha. Ôi, hồ cá phát triển quá đẹp vậy ta. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả những con chim này vô. Tại vì cái lồng này cũng nói lớn này nó cũng lớn lắm, nó vừa phải, cho nên mình thử trải nghiệm con chim trao trảo này với lại con cu bông á, cu ngói á, mình sẽ nuôi chung nha. Đó, bây giờ mình sẽ để thức ăn vô cho nó ăn. Thì ở đây nó có lúa gạo thức ăn đủ hết trơn rồi, nó muốn ăn cái gì nó ăn. Đó. 3-4 thứ một sức ăn. Cha cho thấy con làm hồ đẹp không cha? Quá đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó miếng nước vô uống. Ở đây tiện dữ người ta, vừa có hồ cá có nước múc sẵn luôn, sướng thiệt chứ. Ở chơi cha thả thêm 2 cái đi thi nữa nghe cha. Ờ, 2 cái đi thi đó là bữa Phan tặng cho con phải không? Dạ, bữa Phan tặng con màu hồng với con màu xanh này gì nè cha. Ủa, 2 cái đi đã đi ra ở mới rồi trời ơi. Rồi bây giờ là đưa lòng chim cho cha đi. Đây đây là hai lòng chim. Ủa cha thả con chim cho chở với hai con cu của cha. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thả ba con chim này vô. Tại con chim trâu trảo với con cu ngói này nó ở chung nó thuận lợi đó bạn ơi, nó hợp dữ lắm. Hồi trước mình đã từng nuôi chung rồi cho nên mình biết cái tập tính của nó nha. Cha thấy mấy cá này bơi tung tăng đã không cha? Quá đã luôn. Nhưng mà không biết chim của cha vô có thể thoải mái không nè. Đây bây giờ em sẽ vô cái lồng mới nha. Wow trời ơi đã rộng ra. Quá đã luôn. Ôi nó vô nó không ngơ ngác luôn á. Nó thấy cái lồng mới nó giật mình luôn á. Lồng mới này quá rộng rãi luôn trời ơi. Đúng rồi quá là thoáng luôn. Đó, tiếp theo mình sẽ thả hai con ngói này vô. Đó. Wow đã. Rồi cái con cu ngói này là bữa mình đã không có quay cho bạn xem được, tại vì bữa mình đi câu con cá ở cái ao cá nuôi đó bạn, thì Khoa Ke nó phát hiện con cu ngói này nó bị gãy chân nè, nó có tật cái chân nè các bạn coi nè, nó bị ai bay săn ná gì bị gãy liền cái chân nè mà nó vẫn sống nha, thì nó đang thất lạc lên đơ dưới đất mình lụm về mình nuôi nè, bây giờ nó khỏe rồi nè, bây giờ mình sẽ thả vô mình nuôi chung luôn, nó còn một chân à, về đội của anh Tư luôn nha, nhưng mà vẫn còn bay được, đó bạn thấy đâu vẫn còn bay được. Rồi thôi vô đây tha hồ mà đập cánh tung cánh luôn Khoa Ke ơi, đi phát triển ơi. Ủa cha điên Khoa Ke, cha con đâu phải là hạng Khoa Ke đâu cha. Đúng rồi cha kêu lộn. Con thấy không, quá là đã luôn không? Rồi các bạn ơi, các bạn thấy mấy cái này các bạn làm dễ thì thôi chứ hang nó cực lắm á. Các bạn nhớ cho một like, một share để làm cái AV bự bằng ngôi nhà của mình luôn nha. Đúng rồi. Thì ngày nay mình nghe lời phát triển thì theo cảm nhận của mình là mình thấy rất là đạt luôn. Tại vì sao? Tại vì những chim vô đây là mình thấy không? Có chưa hết nó lên cái đọt cây nó đậu rồi thấy thoải mái quá trời luôn không? Thì nó khá là rộng rãi hơn so với bình thường nha. Còn con cu này á, cái chân nó ở dưới đất nè. Nó bay thì nó đá xuống nó té à, cho nên nó vẫn còn bay được nha, một hồi bay lên trên nha. Đó. Thì ngày nay á, mình đã trải nghiệm làm cái AV kết hợp với cái hồ cá thủy sinh quá đạt các bạn coi nè. Ôi những em cá này nó bơi tung tăng nó chạy nha, vòng tròn này đã ha. Ôi đã không? Nó giống như là chạy đuôi á nha. Đúng rồi, con thấy không? Họ nó bơi theo cái đường này đã, trời có thể thia đây đảo ha. Vài bữa là cha nghĩ vô đây nó sẽ phát triển tốt hơn ở ngoài ha. Cái nước này còn con chế thêm con trai nó còn hết nè, nó còn hơi cạn nha, mình sẽ cho lên thiết cái miệng cũng được. Đó, thì những con chim như đây nó sẽ ở đây rồi nó ăn uống nó ngủ nghỉ đây thì nó sẽ vệ sinh xuống đây, và những con cây này á hấp thụ cái phân của con chim nó sẽ tốt lên. Vài bữa nó sẽ che mát hết cả cái ngôi nhà AV này luôn. Ủa cha nữa cái cây này cha nó bự quá nó đâm lủng cái AV này luôn sao cha? Không, cái cây này là cái dạng cây kiển không có lớn lắm, nó vừa phải thôi. Đó thì ngày nay mình đã làm cái hồ thủy sinh kết hợp với cái AV nuôi chim, thì nếu bạn nào thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ, thì đó là làm động lực để mình sẽ chế những cái AV khác khổng lồ hơn nha. Còn bây giờ thì mình xin nói bye tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nữa nha. Bye bye tạm biệt các bạn, bye bye.